Dạ em xin chào quý vị anh chị. Thì giờ đây em sẽ bón vé số và chung vé số trúng giữa chung tiền cho khách nha quý vị. Đó thì anh này anh vừa tới đó, anh dòm số, anh sẽ mua số và em đơn tới đó, như vậy thì anh trúng số, anh đưa số cho em. Thì trên màn hình là em vào một cái tài nam tài vé số của anh đưa thì em vào là tại em biết còn số là 64 Zalo là anh mua là nam tờ 64 đã trúng 500.000 giờ tốn ở quý vị. Thì em vào điện thoại nam tờ thì trong cái buổi Zalo ngày chiều Zalo cái ngày 19 tháng 5 này 2023 này thì có ba lô ba lô trong cái ngày đó. Cái tỉnh đó Zalo là được ba lô số 64 đó, anh này anh mua là số là con ếch 64 và 24 và 64 như quý vị, anh mua 64 ra thì anh trúng cái đào đó, còn mấy cái giữa dưới này này không trúng, anh trúng cái đào giá tốt như quý vị đó. Anh này anh thấy con ếch nên anh mua cũng tính số như quý vị, anh này mua giá số cũng nhiều đây, nam tờ cũng nhiều 5 ký gỗ như quý vị đó. Quê 11.000 ký gỗ thì anh mua là gần đó, còn 5.000 nữa sau là 5 ký gỗ anh đã lấy nam tờ. Em bây giờ sang giờ này em đi vô là em mở cái xét lấy tiền chung cho khách như quý vị. Anh trúng số thấy em thấy là rất là vui cho anh, kháng khởi cho anh, cũng như là anh này anh nằm dọn cỡ là 50 tuổi. Anh ở là cũng gần quê hương em, anh ở là cũng huyện Sơn Tịnh mà anh ở thôn Sơn Hòa xã Tịnh Hiệp đó. Anh đang ngồi trên cái xe má sát mặt đường, anh vừa nghe điện thoại vừa là lét cái chân, rất là vui vẻ, rất thoải mái như vậy, nên trúng số là rất là con người rất là kháng khởi như vậy, rất là vui. Đây không nhiều nhưng mà vui, nam tà 500.000, nếu mà anh vô lớn nữa thì vui hơn nữa như vậy. Em sẽ điện đại lý lên đem máy là tính tiền lên, hoặc là xuống ngân hàng sẽ là nhập tay anh vô và đếm tiền, nhập tiền vô cho anh luôn, anh khỏi cần đếm luôn nói như vậy, rất là sung sướng như vậy. Em đã lấy tiền ra cái xét ra và em đưa lên camera cho quý vị xem, có lẽ là quý vị xem cũng không được rõ lắm, camera em cũng cụ bát như quý vị. Rồi thì anh đã lấy nam tờ thì em sẽ chung lại cho anh là 450, nam tờ là 500 nha quý vị. Thì có lẽ là anh mua thêm nam tờ nữa đó là thành 10 tờ, là em chung cho anh là 400.000 400.000 nha quý vị. Thì anh mua nam tờ là 50.000 đó, bây giờ anh mua là 10 tờ nữa là 150 thì anh được 350 cũng được như vậy, mình cũng có dấu chơi. Anh mua 10 tờ biết đâu thì ông bà ngó nghỉ phù hộ độ trì cho anh, ngó nghỉ cho anh, ông bà hàng ngày anh ở nhà ra một mẫu đốt hương cúng ông bà, mua nơi chú dĩa bánh biết đâu ông bà phù hộ cho anh trúng lớn hơn nữa như vậy đó. Hôm nay anh mua là vô ba lô ngày 19 tháng 5 2023 đời Zalo, mua một lần mà vô ba lô là rất là khó như quý vị đó. Em bón trên quốc lộ 24B ở đậu Mười Hơ thôn An Bình xã Tịnh Đông huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi quý vị, anh chị cô bác nào ở khu vực này nếu mua vé số thì xin đi ngang qua quốc lộ 24B đối diện cái xăng dầu Tịnh Đông thì quý vị mua một tờ vé số 10.000 chúng ta uống một ly nước thôi, nhưng một chai nước thôi, nhưng có thể là quý vị sẽ mua được 2 tỷ là đã có thể em biết vậy. Chúng ta là mua 10.000 trúng 100.000 cũng vui, nhiều trúng lớn nữa thì chúng ta sẽ là có vốn liếng làm ăn trả nợ trả nàng. Anh chị nào chưa xe nhà thì mua vé số biết đâu trúng số xe nhà, anh chị nào chưa có xe con thì có ấy khó rồi thì mình trúng số mua xe con, anh chị nào xe nhà rồi nhưng mà còn mắc nợ thì anh chị một ngày có thể bỏ ra 10.000 mua vé số biết đâu là trúng số lấy tiền trả nợ mình xây nhà quý vị đó. Thì quý vị anh chị ghé ngay cái điểm đại lý vé số rất là lớn của em
ở đầu mưa thôn An Bình, xã Tình Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đối diện cây xăng, quý vị anh chị nào chơi lô đề lỡ thua, mua tại số mờ ngon biết đau trúng, đó trả nợ, lấy sổ ngân hàng, lấy số đỏ ra. Đó anh vị anh chị trả nợ, từ đó mình chơi với số thôi. Đó quý vị, thì mình em cũng xin chúc tụi quý vị được ông bà phù hộ ngó nghỉ độ như cái anh vừa đầu em mới vừa chung nam tài với số nào. Chúc quý vị may mắn phát lộc phát tài. Cảm ơn quý vị đã xem video của em. Xin chào và hẹn.